Chào anh chị nha, tụi em đi xem ca nhạc. Lâu quá bạn không có đi. Bữa nay đi xem ca nhạc rồi có những cái ca sĩ này kia hát đó, em quay lại cho anh chị xem. Rồi anh chị có thể ngồi ở nhà coi YouTube giống như là đang coi ở trong sân khấu nha. Bầu trời Cali vừa tới rồi nha cả nhà. Giờ vô coi show thấy cũng đông vui lắm. Thấy chữ Sài Gòn ngay tại Arizona không cả nhà? Lần đầu tiên bầu trời Cali tới đây luôn. Thấy cũng đông. Quá hào rộng quá cả nhà, giống như đám cưới vậy. Vui quá. Đây là bàn VIP nha cả nhà. Có một chai rượu Cologne trên đó. Thì ở trong vé đã cover hết rồi. Mình chỉ tới đây là mình ngồi thôi và được bốn món ăn rất là ngon. Ở đây mình có cơm chiên Dương Châu nè ha. Đây là gỏi gà. Có chai rượu kìa. Đó. Sân khấu đẹp quá ha. Đẹp á. Hội trường này đẹp á. Ừ. Đầu tiên mình cũng tới chỗ này luôn cả nhà. Lâu lâu đi đổi không khí chứ. Chứ ở trong tiệm nail hoài thiệt á, giờ cái mặt như chai nước sơn luôn nha. Ra nữa. Nó đi cho vui quá không cả nhà. Ráng đi, ráng năm sao đi chơi. Nay Hà đẹp quá nè. Ủa vậy hả? Lâu lâu em cũng phải cho em diện chứ. Em ngồi tiệm nail rồi đi em già nè. À. Khách ngoài cũng còn đông đó, chắc đợi bạn bè vậy nè. Có chai rượu nha, bầu trời có lướng bia nha cả nhà. Đằng đây cũng có một cái quầy bán bia. Thì ở đây là họ không có free bia cho mình đâu. Tại vì họ chỉ free đồ ăn thôi ha. Mình muốn uống cái gì thì mình lại đến quầy mình mua. Thì cũng rẻ thôi cả nhà, vài đồng bạc chai bia cũng rẻ mà. Vui trước. Không, đồ ăn ngon lắm em ha. Tại vì á, cái người đây. Cơm và gà, gỏi gà. Cơm giống như là Dương Châu á. Cơm chiên Dương Châu, gỏi gà. Rồi nghe nói tiếp có cháo nữa. Có đồ ăn khác nữa. Cái người bầu show tổ chức của cái show này á anh chị là chủ một cái nhà hàng cách đây chỉ có 2 phút thôi. Mà cái nhà hàng này là cực kỳ rất là nổi tiếng ở ngay thành phố Chandler của Arizona. Nhà hàng này rất là nổi tiếng nha, nói ai cũng biết hết đó. Cho nên những món đồ ăn này đó được làm từ trong nhà hàng đem ra. Rất là vừa ăn mà rất là ngon luôn. Hai ma chất lượng ha, nước mắm này kia gầu gỏi gà chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Sau đây á sẽ có nhiều show nữa trong tương lai nha anh chị. Nếu như mà có những cái show mà có những cái người ca sĩ á, mà anh chị thích á, em sẽ post lên cái kênh YouTube của em. Anh chị bất cứ tiểu bang nào các em không quan trọng, anh chị thích cứ cần xem cái show đó em sẽ gửi tích kịch, tức là cái vé qua tận ngay tiểu bang của anh chị luôn. Sau đó anh chị chỉ có nhiệm vụ là canh ngày và đi máy bay qua bên đây book khách sạn ở. Ha, khách sạn bên đây cũng đầy luôn, mà đặc biệt á bên đây rất là vui anh chị, casino sát bên luôn. Không, qua đây phải qua tới Scottsdale, có nhiều chỗ đi chơi mà rất là đẹp. Sẵn đó mình đi qua Arizona mình tham quan luôn anh chị, được xem show nè, xem show có bầu trời Cali, có mặt của em nữa, đó tới đó chơi cho vui với tụi em nha. Trong tương lai sau này có nhiều show nữa, nha anh chị nha.
từ khi bầu trời Cali mà qua Arizona này á là cũng hơn một năm rồi. Đây là lần thứ ba bầu trời Cali đi xem ca nhạc. Một lần ở trong cái casino, một lần thì được hai chai nước suối, VIP hai chai nước suối. Thì đó, đây là lần thứ ba bầu trời Cali đi xem ca nhạc. Và đây là lần mà bầu trời Cali hài lòng nhất. Thứ nhất á, là về cái không gian ngay chỗ này. Nó rất là rộng và nó cực kỳ sạch sẽ nha anh chị. Nhìn nó sang trọng và nó sạch sẽ lắm. Và cái thứ hai á, là đồ ăn rất là ngon. Đồ ăn ngon nha. Còn bây giờ á, là cái vấn đề quan trọng. Cái rượu nha, không phải nước suối nha. Đây rượu nha. Vấn đề quan trọng tiếp tục bây giờ á, là mình thấy á, là cái âm thanh á, cái dàn sân khấu trên đó rất là đẹp cả nhà. Có nghĩa là cái chỗ này á, là một cái chỗ, là một cái hội trường thôi để tổ chức những buổi tiệc cưới hoặc là những show ca nhạc giống vậy. Và những cái sân khấu đó là họ đã dàn dựng lên, cái người bầu show họ dàn dựng lên để theo ý muốn của họ và rất là chịu đầu tư. Mình thấy rất là được, mình rất hài lòng với cái show này. Nói chung là đáng đồng tiền, gọi là đáng đồng tiền. Quà là một cái đồng hồ Rolex, anh đó anh cầm lên không biết là quà chắc bớt đầy của ai hay gì không biết. Không biết nữa. Vui ghê không? Trời ơi đông vui quá cả nhà ơi, đông vui quá. Không khí rất là Việt Nam nha, vui dễ sợ. Đây, hai món ra nữa là bốn món nha. Món gì vậy? Cái đó mực gì á không biết. Gỏi mực. Ok, gỏi mực. Bốn món rồi đó. Món này là món thứ năm. Thôi nó món cháo nữa là về. Trời ơi vui quá, chuẩn bị lên nhạc rồi nha. Trời, một bàn kia kéo vô chung kìa. Cái bàn đó là hai bàn nhập đôi nha cả nhà. Hai bàn VIP nhập đôi lại. Bạn đi DJ hả? Đông nghẹt luôn, full rạp luôn nha cả nhà ơi. Vui không? Thoải mái xỉn đi tí nữa em chở về. Giờ anh này á, nó muốn rượu từ giờ anh lái xe đó cả nhà. Còn mình á, là có Hà lái rồi, cho nên là mình chơi luôn. Chơi đơn luôn. Bởi đỡ ghê, đi với người không biết nhậu đỡ lắm. Có 2 triệu uống hả chị? Chị, uống rượu luôn, không uống hả? Chị. Trời, vậy là có một chai rượu này em với chị cưa đó. Đấy, em nói là bàn này có hai ông á. Vậy là hai người cưa đôi á. Đến đây mơ bỗng nhiên anh.
Ông âm thanh rất là hay nha anh chị, thật sự rất là hay. Sân khấu đẹp, đồ ăn ngon, rất là hài lòng. Bầu trời Cali rất hài lòng đi show ngày hôm nay. Đồ ăn nó ngon không ạ? Ngon. Quay đến 12 giờ đến 1 giờ sáng luôn mà. Đã lâu lắm rồi là thua được mình chưa có quậy đúng không ạ? Bây giờ mình phải quậy tung mình luôn, đúng không? Mở đầu chương trình thì Huy Dung sẽ mời một chàng trai rất là hát hay và cũng quậy cho quý vị nha. Nam ca sĩ Minh Thành. Chờ em đến với những nỗi nhớ thật tròn vầng trăng. Người ở đâu chẳng lạnh lẽ lối, nỡ quên mong yêu thương khi nào. Vầng trăng heo buông với tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ còn anh em ôm cô đơn, anh chẳng non chia đôi bờ. Buồn dây mãi dù có đơn lâu.
ăn còn nhiều quá trời luôn. Như là Hiếu Dung cũng biết là ở đây có California đúng không ạ? Dạ, anh đến từ ở đâu? Ok, dạ, yeah. Anh la nhiều quá em không nghe trên này. Nhưng mà ok, biết được không? Đúng không? Ohio. Ok, còn ở đâu nữa? Denver, hả? All right, Denver. Ở đâu được không vậy? No, he's from Arizona. Miami? Miami in the house. California. Nếu chung hồi nãy có nói rồi, California đây nè. Đúng không? Rồi, nếu chung cũng đến từ Seattle để đến ủng hộ show này. Đúng không? Và có đến từ Seattle mà. Ok, rồi. Cũng là một đàn trai cũng là hot, cũng như là hot anh chị đồng nghiệp. Mọi người đang khỏe không ạ? Dạ, hôm nay là lần tiên em được tới Arizona. Rất là vinh hạnh được gặp tất cả quý vị ở tối nay nhé. Nhạc phẩm, chị cho em hát bài đầu, em muốn cho em hát bài đầu em muốn. Maybe ở Blue. Nhạc phẩm được đăng tên Dấu Quân Lối Lòng, một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Hồi An. Xin quý vị lắng nghe. Thank you. Cho anh vì sao em bỗng ra đi? Để nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu anh có lỗi lầm, không có em, anh sống sao? Sương ngày nào còn đâu em hỡi, dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành trao. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu gió bên trời. Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc, nước mắt nào nặng nhớ đã về. Rồi khi nắng xanh tình yêu mới, em không còn nhớ chuyện ngày xưa. Tới ca sĩ Bảo Trâm. Đây là ca sĩ mà bầu trời Cali hôm bữa có qua nhà anh Toàn á anh chị, để mà chơi và hát chung song ca với cổ, không biết cả nhà mình còn nhớ hay không. Thì mình sẽ cho ca sĩ xem. Năm tháng chẳng cần đâu nhé, vậy mà anh
Đời không lối, đang là giấc mơ kiều kỳ về hồn môi buông.
cho Khả Năng xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị một lời chào thân thương nhất ạ. Ok ok, không để làm nguội đi cái chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây là một ca khúc, một liên khúc. Ôi sao quay mà cận như vậy. Một liên khúc ba bài hát. Anh Trung ơi, are you ready? Ok, I need the music please. Gấp quá rồi nè, em mắc hát quá rồi. Ủa có nhạc chưa? Trong lời cưới rồi, tí nữa hát nha. Còn mày nào nữa không? Khoan thai được không? Không xa đâu em. Không xa đâu em. Ủa nhạc bị sao vậy? Ok. Oh my god, lần đầu tiên nó là đây là lần đầu tiên đang tới Phoenix. Hồi xưa thì đang có đi học ở đây, thì đây là một lần đầu tiên mà đang được quay lại và với một cái vai trò là ca sĩ được hát ở đây mà đông khán giả như thế này, đông người đẹp như thế này, nóng quá. You ready? Ok, cho em nhạc nhá. Và sau đây là một liên khúc được mang tên Khoan Thai, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và đây là một ca khúc khá là quen thuộc của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Nếu mọi người có thuộc thì hát chung thật lớn với chung với Nam nhé. Ca khúc bắt đầu bằng 4 chữ là vì anh thương em. Vì anh thương em, yêu thương cây bạc hồ, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em, yêu thương ngàn năm xa trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Vì sao? Vì anh thương em. Everybody put your hands, 1, 2, 3, go! Hey! Hey! Chỉ cần một lần nữa lắm thôi, sẽ qua.
Thank you.
con gái môi mình cần mưa đúng không ạ? Quý vị ơi, quý vị phải lớn đây nè, lớn đây, đến đây bắt đầu mình sẽ quậy lên đó. Quý vị ơi, chuẩn bị chưa? Nữ ca sĩ Hương Trang.
Thank you.
còn mơ.